Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp giao ban các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Phiên họp đã xem xét cho ý kiến về việc ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện kế hoạch số 149 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận số 36 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ban hành đề án tinh giản biên chế gắn với đảm bảo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026, phê duyệt đề án tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026. Ban hành các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 và phát triển hạ tầng số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Tối qua, tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên các đơn vị, Thanh tra Chính phủ, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2023 cho các em thiếu nhi với chủ đề Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ tại trường tiểu học xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Tham dự đêm hội trăng rằm có trên 800 học sinh trường tiểu học xã Dị Chế. Nhìn tiết mục đặc sắc như màn hát múa đêm Trung thu cho em đến từ Đoàn Thanh niên Học viện Múa Việt Nam. Các tiết mục xiếc ảo thuật đến từ Đoàn Thanh niên Liên đoàn Xiếc Việt Nam, màn múa lân đến từ câu lạc bộ Lân Sư Rồng, Linh Tiên Đường, cùng các tiết mục hát múa đậm chất dân gian tự biên tự diễn của các em trường tiểu học Dị Chế như Ông Trăng Miệng Cười, Thằng Cuội và làm tăng thêm phần hấp dẫn cho đêm hội. Nhân dịp này, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng học bổng cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc, trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tặng trường tiểu học xã Dị Chế 6 chiếc laptop. Lăng Hảo, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vốn nổi tiếng với nghề chế tạo đồ chơi trung thu truyền thống. Những sản phẩm như trống cơm, mặt nạ, giấy bồi, đầu lân được làm thủ công từ đôi tay tài hoa của người dân nơi đây đã khơi gợi lại ký ức tuổi thơ của bao thế hệ trẻ. Đó là cơ sở sản xuất đồ trung thu Đông Hạnh, do ông Vũ Huy Đông, 72 tuổi, làm chủ. Ba thế hệ làm đồ chơi dân gian. Nghề sản xuất đồ chơi dân gian của gia đình ông Đông có cách đây hơn 40 năm nay. Ngày xưa là một hợp tác xã chuyên làm trống, sau đó xã hội phát triển thì hợp tác xã bị xóa bỏ và trở thành tư nhân. Do quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên hiện nay ở làng Hảo chỉ còn 7 đến 8 nhà còn bám trụ với nghề sản xuất đồ chơi trung thu. Gia đình nhà ông Đông là cơ sở sản xuất đồ trung thu nhiều nhất, đông nhất tại làng này. Các sản phẩm trung thu của gia đình chủ yếu cung cấp cho hầu hết các tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và xa nhất là Đà Nẵng. Vào khoảng 12h30 ngày 24 tháng 9, một căn nhà 4 tầng ở phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập xuống. Thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người đang làm việc trước cửa nhà chạy thoát ra ngoài, còn 7 người bị kẹt bên trong. Diễn biến vụ việc diễn ra trong vòng chưa đến 7 giây. Lúc này, một người thợ đang ngồi cắt thép trước cổng và 2 người đàn ông bên trong nhanh chóng chạy ra cổng và may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, khói bụi nghi ngút cả khu vực, gạch vỡ, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đã tới hiện trường, đưa được 5 người bị thương nhẹ ra ngoài để cấp cứu, đồng thời nhanh chóng tiếp cận giải cứu thêm 2 nạn nhân bị mắc kẹt sâu bên trong. Được biết, ngôi nhà trên đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống, bên trái từ ngoài nhìn vào. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng ngày 25 tháng 9, tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn.
Tại một số tuyến đường ở thành phố Huế như Hoàng Lanh gần trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Quốc Việt và tuyến đường Nguyễn Lộ Trạch nước ngập từ 0,3 đến 0,5 mét. Nguyên nhân do lượng mưa lớn trong khi nước thoát chậm, hàng năm ở đây vào mùa mưa lũ có khi nước ngập cao cả mét. Không chỉ tại thành phố Huế mà nhiều khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Do mưa lớn, thời tiết không thuận lợi, thành phố Huế sẽ tạm hoãn các hoạt động trong khuôn khổ Hội Đền Lồng Huế năm 2023 trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9. Trước đó, theo kế hoạch, Hội Đền Lồng Huế 2023 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 tại Phủ Nội vụ Đại Nội. Sáng nay, Công an huyện Krông Park, Đắk Lắk đã triệu tập một số học sinh liên quan đến vụ đánh nhau tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Park để xử lý theo quy định. Trước đó, chiều tối ngày 4 tháng 9, một tài khoản Facebook đã đăng tải đoạn clip dài 11 giây về việc hai học sinh tham gia đánh nhau tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ. Hình ảnh đoạn clip thể hiện một việc nam học sinh đang ngồi ở lan can trước lớp học thì bất ngờ có hai người được cho là nam sinh lao vào đấm đá tới tấp vào mặt đầu mạng sườn. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ bình luận. Phần lớn các ý kiến bình luận đều tỏ ra bức xúc trước hành vi ngang ngược đánh người của nhóm học sinh cấp 3. Theo thông tin bình luận, sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 9. Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đang vào cuộc xác minh một cán bộ cảnh sát giao thông trật tự trong khi làm nhiệm vụ bị người vi phạm cùng người thân của họ cầm gạch đá đuổi đánh. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn người tấn công một cán bộ cảnh sát giao thông. Trong quá trình bị đuổi đánh, vị cán bộ cảnh sát giao thông này đã phải rút súng bắn chỉ thiên để ngăn cản nhóm người trên. Vụ việc được cho là xảy ra vào sáng 24 tháng 9. Lúc đó, tổ công tác gồm 5 cán bộ của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Minh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại khu vực xã Mậu Duệ. Tới khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, hai cán bộ cảnh sát giao thông của tổ công tác phát hiện hai trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Hiện Công an huyện Yên Minh đã xác định được 6 đối tượng liên quan tới hành vi chống người thi hành công vụ. Qua điều tra và xác minh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời ngăn chặn gần 3 tấn thịt lợn ôi thiêu biến đổi màu sắc đang được tàng trữ chờ tiêu thụ ở chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, sáng 23 tháng 9, đội 2 của Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của bà Nguyễn Thị Quy, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Đồng Quang. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ sản phẩm từ thịt lợn được bà Quy đang bày bán trong chợ Đồng Quang không có dấu hiệu kiểm dịch đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Bà Quy cũng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của gần 1 tấn thịt lợn đang kinh doanh tại quầy hàng. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn ôi thiêu thu giữ tại chợ Đồng Quang, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Quy số tiền 100 triệu đồng. Thị trưởng thành phố El Paso, bang Texas của Mỹ, cuối tuần qua cho biết lượng người di cư vượt biên từ Mexico sang Mỹ đã khiến thành phố này đối mặt với tình trạng quá tải, với hơn 2.000 người xin tị nạn trên ngày, vượt quá sức tiếp nhận và nguồn lực đáp ứng của địa phương. Thị trưởng El Paso cho biết hơn 2.000 người đang xin tị nạn trong thành phố mỗi ngày, tăng từ mức 350 đến 400 vào 6 tuần trước, gây căng thẳng về nguồn lực và lấp đầy những nơi ở tạm. Thị trưởng El Paso nói rằng trong 10 ngày qua, thành phố đã làm việc với lực lượng biên phòng Mỹ để cung cấp nơi ở tạm cho 6.500 người. Dòng người xin tị nạn vào El Paso chủ yếu đến từ Venezuela, Honduras và Haiti, là một phần trong làn sóng di cư lớn hơn đã vượt qua các tuyến đường nguy hiểm trên xe buýt và tàu chở hàng đến các thị trấn biên giới Mexico, gần các thành phố ở bang Texas và California. Nhiều người đang tìm kiếm cơ hội hoặc mới chỉ muốn thoát khỏi nạn đói, bạo lực hay bất ổn chính trị tại quê hương. Thái Lan đang triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch, trong đó có việc miễn thị thực du lịch với du khách đến từ Trung Quốc và Kazakhstan. Theo cơ báo Hoàng gia, việc nhập cảnh dễ dàng hơn và lưu trú miễn thị thực 30 ngày đối với công dân của Trung Quốc và Kazakhstan sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2024. Để khởi động kế hoạch này, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã quyết định tổ chức buổi lễ chào đón nhóm khách du lịch miễn thị thực đầu tiên
vào ngày 25 tháng 9 tại 4 sân bay quốc tế lớn trên cả nước. Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan đánh giá làn sóng du lịch Trung Quốc sẽ tăng vọt sau khi Thái Lan triển khai chính sách miễn thị thực 30 ngày cho người mang hộ chiếu Trung Quốc, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày 29 tháng 9 đến 6 tháng 10. Số lượng chuyến bay hàng ngày từ Trung Quốc đến Thái Lan dự kiến sẽ tăng từ 72 lên 96. Giới chức Singapore mới đây đã thông qua một dự thảo cho phép sân bay Changi số hóa và tự động hóa thủ tục nhập cảnh với công nghệ sinh trắc học, tức xác nhận danh tính của một người thông qua các đặc điểm duy nhất về hình thể của người đó, như dấu vân tay và mống mắt từ nửa đầu năm 2024. Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore cho biết, từ năm 2024, người dân Singapore và các du khách khi rời khỏi nước này sẽ không cần phải xuất trình hộ chiếu để làm thủ tục xuất nhập cảnh nữa, mà thay vào đó sẽ xác nhận danh tính bằng đặc điểm sinh trắc học. Các đặc điểm sinh trắc học được dùng để tạo một mã xác nhận duy nhất cho từng người để sử dụng ở nhiều thời điểm trong quá trình nhập cảnh ở sân bay, từ ký gửi hành lý đến nhập cảnh lên tàu bay. Điều này sẽ giúp hành khách không phải xuất trình nhiều giấy tờ tùy thân nhiều lần trong quá trình nhập cảnh, giúp cho trải nghiệm đi lại thuận tiện hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.